408, which item below would most likely appear as a credit on the seller's side of a closing statement? A. Commission that is payable to the listing agent. B. Commission that is payable to the buyer's agent. C. Delinquent property taxes. D. Prepaid taxes. Correct answer is D. Prepaid taxes. Câu hỏi 408. Mục nào dưới đây có nhiều khả năng xuất hiện dưới dạng ghi có từ phía người bán trong tuyên bố kết thúc? A. Hoa hồng phải trả cho môi giới niêm yết. B. Hoa hồng phải trả cho môi giới của người mua. C. Thuế tài sản quá hạn. D. Thuế trả trước. Đáp án đúng là D. Thuế trả trước. Question.